Rồi, ở ghế đi nha. Mời hai bạn mở mặt nạ ra nha. À, bây giờ thì mời hai bạn sẽ bắt đầu giới thiệu về những thông tin cá nhân của mình ha, to rõ cho đối phương có thể nghe được. Mời bạn trai. Em chào chị Khát Tường, chào bạn nữ ở bên, chào mọi người. Em là tên là Nguyễn Văn Hải, em sinh năm 1990, quê Thanh Hóa, Hóa. Hiện tại thì em là môi giới thương mại. Môi giới thương mại? Dạ, là em chuyên lĩnh vực là bên xăng dầu đó. Vào đây lâu chưa? Em vào đây là được 11 năm. 11 năm, hiện nhà mình đang sống với ai? Đang sống với em trai. Sống em trai? Dạ. Là mình thuê nhà ở hay sao? Em thuê nhà ở. Còn ba mẹ là vẫn ở ngoài quê Thanh Hóa? Dạ đúng rồi, ba mẹ đang ở ngoài quê hết. À, một năm về quê được mấy lần? Thì những năm trước thì 4-5 năm em mới về một lần. Hiểu vậy đó hả? Dạ đúng rồi, em say xe cho nên em ít về quê. Nên là không về được nhiều. Trời đất ơi, thanh niên đàn ông gì mà say xe là không về thăm bố mẹ. Yếu đuối lắm chị. Yếu đuối lắm hả? Mong manh dễ vỡ lắm. Mong manh nhưng mà không dễ vỡ được. Mong manh nhưng mà không dễ vỡ. Cứng cáp lắm đấy ạ. Mời bạn gái bên này giới thiệu. Dạ em xin chào chị Cát Tường cùng bạn nam bên chưa. Em tên là Hồ Thị Hương, năm nay em 32 tuổi. Nghề nghiệp của em là điều dưỡng, chăm sóc người lớn tuổi. Và công việc chính của em hiện tại bây giờ là giáo viên yoga. À, yoga là mình làm tại trung tâm hay là mình dạy riêng? Em dạy riêng, em mở trung tâm. Có mở trung tâm? Dạ. Mình mở trung tâm luôn? Dạ. Mình làm chủ luôn? Dạ. Trời ơi, giỏi dữ vậy ta. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Thanh Hóa. Ủa Thanh Hóa luôn hả? Coi có gần nhà anh này về thăm ba má anh giùm ảnh. Anh say xe anh không về được. Trước đây em cũng say xe lắm đó, nhưng mà tại vì đi nhiều quá cho nên là bây giờ hết say. Em hiện tại là ở với ai? Em ở một mình. Em vào đây cũng được 10 năm rồi, nhưng mà em lập nghiệp một mình ở trong này. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn, làm việc vặt gia đình. Tính thì hơi hiền. Hơi hiền? Dạ. Còn điểm yếu của em là hơi nóng tính. Hơi hiền sao hơi nóng tính, sân ngược vậy? Dạ. Hiền mà còn nóng tính nữa. Dạ, hơi nóng tính. Nói chung là khi mà mình áp lực một cái chuyện gì đó, mình nóng tính một chút xíu rồi mình dịu ngay, em không để bụng. Còn em? Cái điểm yếu trước ấy, em hay quên. Trước đây thì em hay cũng hay út nhát lắm, nhưng mà vì cái em mới đến cái yoga thì bây giờ em cũng đỡ một phần nào đó. Về ưu điểm của em á thì cần cù, được cái chịu khó, ham học hỏi. Nếu những cái gì mà em chưa biết làm thì em cố gắng làm sao em kiên trì và em sẽ làm bằng được nó. Tình trường thì sao? Em về trải qua một mối tình kéo dài cũng được hơn một năm, người đó ở Huế. Sau hơn một năm quen nhau thì nói chung là chênh lệch về cái tài chính ấy, thì người đó đi trước. Đi đâu? Đi lấy chồng trước. Trời ơi, tự nhiên dùng người đó đi trước, ông nội này ông nói chuyện nghe ghê thiệt luôn. Thì em nói thiếu thế. Rồi sao nữa? Đến giờ thì em vẫn không yêu ai cả. Là cuối cùng em bị bỏ hay là người ta bỏ em hay là em bỏ người ta? Không, em đâu có bị bỏ, em bị đá. Bị đá. Vâng, em bị đá. Là đang quen với em rồi đi chồng lấy chồng luôn hay là đúng, gì? Đúng rồi, cái hôm đó là cái ngày mùng 8 tháng 3 là tụi em gặp nhau lần cuối cùng. Sau ngày mùng 8 tháng 3 đó thì em tự dưng em thấy cái bạn đó là không nhắn tin, không gọi điện cho em khoảng mấy ngày. Thì em có gọi điện, cô ấy bảo là em chuẩn bị đi xa, cô ấy là đi Singapore. Cô ấy bảo là nếu mà thành công thì bên đó thì cô ấy sẽ quay về, cô ấy đón em. Đó, thì em mới lúc đó thì em với cô ấy có cãi nhau. Cãi nhau thì khoảng mấy ngày ấy. Đúng cái ngày mà cô ấy ra sân bay, cô ấy đang check in an ninh ấy, thì em gọi cho cô ấy, thì lúc đó không kịp em, cô ấy tắt máy luôn. Thế từ đó là chia tay. Là cô đi luôn, là mất liên lạc luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Có nghĩa là ngày 21 tháng 3 có nghĩa là mất liên lạc từ đó. Và đến ngày 31 tháng 3 là cô ấy cưới. Ủa, cưới ở đâu? Cưới ở Singapore hay cưới ở Việt Nam? Cưới ở quê Huế đấy. Ủa gì kỳ vậy? Có nghĩa là cô đi du lịch chơi mấy bữa thôi. Thì em đâu biết là cô ấy nói dối nói thật đâu. Em nhớ là đúng cái ngày đó. Em có đi kiếm cổ không? Không, em đâu có đi kiếm đâu, tội gì mà đi kiếm, vất vả đây. Rồi sao nữa? Ngày 17 tháng 5 thì em có lướt Facebook ấy, thì em thấy cái hình ảnh bìa của em gái của cô ấy. Thì em bảo tại sao giống con bé này thế, tên nó là Hiếu. Thì em có check vào, là check vào thì em xứng là thì là nó. Rồi em phóng cái to cái hình đó ra thì ngày 31 tháng 3 là nó cưới. Nó là nhỏ bạn gái hả? Vâng đấy. Nó cưới rồi. Dạ đúng rồi ạ. Nhớ từng ngày luôn, ngày ra sân bay, ngày gặp nhau cuối cùng, nhớ hết từng ngày luôn hả? Đúng rồi. Thì chắc là nỗi đau lắm phải không? Bản thân em thì em yêu ai thì em yêu rất là thật lòng. Rồi bạn gái bỏ rồi có khóc lóc gì không? Có chứ ạ. Cái hôm đó là cái hôm mà em đang chở một người chị xuống ở dưới Bình Chánh ấy. Đó em đang đứng ở vỉa hè thì tự nhiên em lướt Facebook á thì em thấy xong là em chở cái chị đó về luôn. Giữa đường em đeo khẩu trang thì em khóc.
la hù lêu nữa, nhưng mà vừa chạy xe vừa khóc luôn. Vâng, nhưng mà chị đó không biết em có nghĩ là em khóc trong câm nín đấy, nhưng mà khóc không thành lời đấy. Đến cái đèn đỏ rồi em không chịu nữa rồi, em mở khẩu trang để em khóc bù la bù lêu khóc rồi chị biết luôn. Thì lúc đó chị mới biết, thì lúc đó mà em cái đứt mất cái dây thần kinh xấu hổ rồi. Mọi người ở cái chỗ đèn đỏ nhìn quá trời em về luôn. Vừa còn sau đó có khóc được nhiều lần nữa không? Có chứ ạ. Bây giờ còn khóc không? Không, bây giờ hết khóc rồi. Hết khóc được bao lâu rồi? Đến bây giờ thì khoảng 9 tháng thì chắc khoảng thôi khóc được khoảng 6 tháng rồi. Thôi khóc 6 tháng là khóc bao nhiêu 3 tháng đó. Đúng rồi, đúng rồi. Mong manh quá, dễ vỡ quá. Không có gì vỡ. À, mong manh thôi, khóc xong cái đá rồi thôi. Đúng rồi, khóc xong cái đá rồi thôi. Bây giờ còn theo dõi Facebook cô đó nữa không? Không, cô chặn hết rồi. Cô chặn hả? Chứ nếu cô không chặn là cũng coi phải không? Thì đến lúc mà em mới chia tay thì em vào xem, từ khi mà chặn thì em đâu vào xem. Rồi là hồi đó giờ một mối tình duy nhất đó thôi đó hả? Đó là mối tình chính thức, còn mối tình mà đưa đi đưa lại thì có khoảng 2-3 mối tình. Đưa đi đưa lại là ai đưa ai, ai đưa lại, ai đưa đi ai đưa lại? Có nghĩa là em với cái người mà em quen đó là đưa đi đưa lại là quen, có nghĩa là không phải là bạn, không phải là yêu. Tên bạn một xíu mà dưới yêu một xíu. Có qua lại tìm hiểu đó. Có qua lại tìm hiểu mà không hợp cho nên là thôi. Chỉ một mối tình sâu nặng là khóc bù lu bù loa đó thôi đó. Đúng rồi, từ trước giờ em năm nay là em 29-30 tuổi, mỗi một mối tình như vậy. Mỗi chồng. Một mối tình cay đắng như vậy. Cay đắng quá ha. Cây đắng giờ kể lại vui quá. Có cay đắng mới có những trải nghiệm. Rồi thế còn em, tình trường mình sao? À, tình trường của em thì em cũng giống bạn trai, cũng trải qua một mối tình. Nhưng mà em lại yêu xa. Tại vì bạn nam là đi du học ở bên nước ngoài, rồi gia đình định cư bên đó luôn. Khi em yêu thì em yêu, nhưng mà em cũng nhanh lắm. Chứ em không có giống như thế là bạn trai đâu. Kể như vậy giống như yêu đuối quá. Giống như yêu đuối quá. Vậy đi em ơi, vậy nó mới sướng em ơi. Mình buồn mình khóc thôi, chứ khóc xong rồi thôi, mắc gì. Đúng rồi, khóc mình xong có ảnh hưởng ai đâu. Ừ. Bao nhiêu lâu rồi ở không? 7-8 năm rồi đó. Lý do tại sao 7-8 năm ở không? Tại vì em tập trung vào học và em làm việc, em công việc của em là chính. Còn bây giờ đến cái tuổi xế chiều, tuổi lớn rồi. Cho nên bây giờ mới đi tìm dạ. Bây giờ là có sắp xếp thời gian cho tình yêu chưa? Hay là vẫn bận công việc bù đầu bù cổ? Em đã lên chương trình này thì chắc chắn em phải sắp xếp rồi ạ. Nếu được thì bao lâu hai bạn tiến tới hôn nhân được? Theo quan điểm của em. Em theo em nhanh lắm. Nhanh là bao lâu? 6 tháng 1 năm gì á. Bên này có đeo theo kịp không? À, không có năm rồi. Hả? Không có năm. Khoảng 1 năm? Vâng. Bữa giờ đi làm có để dành được mới vốn nào chưa? Chưa. Chưa rồi lấy gì lấy vợ? Còn nợ nữa. Hả? Còn nợ. Rồi sao lấy vợ được mà là hàng năm? Lại nợ tiếp. Nợ bắt vợ trả hả? Không, em già chứ ạ. À? Nợ của em thì em phải già chứ. Nợ gì? Tại sao phải có nợ? Đi làm mà sao có nợ? Đi làm phải cách tích cóp để dành chứ sao đi làm mà mắc nợ? Vâng, em làm kinh doanh cho nên là nhiều khi phải vay mượn này kia, làm ăn nó thua lỗ. Em không thích làm công việc cố định. Em bản thân của em thì là máu kinh doanh. Có máu kinh doanh. Vâng. Nãy em nói em làm về xăng dầu gì gì đó là em là mình đi làm cho người ta hay mình tự kinh doanh? Có nghĩa là em kết nối với người mua và người bán từ bên nước ngoài và Việt Nam. À. Còn nếu như bây giờ nhưng mà em làm là làm riêng cá nhân hay là em làm có công ty có? Không, em làm cá nhân nhưng mà có một cái đội ngũ riêng đó. Ví dụ như bây giờ mà em làm deal một deal thành công thì em sẽ làm một cái văn phòng đại diện chính thức cho cái công ty nước ngoài đó. Rồi tương lai có khả năng thành công không? Tương lai thì em phải nỗ lực thành công kia, phải chắc chắn thành công kia. Phải chắc chắn thành công. Vâng. Mà hiện tại thời điểm này đang thất bại. Vâng. Trời ơi, mà ông tươi dữ vậy, thất bại mà ông tươi như hoa vậy. Em thích, em thích anh được cái là tự tin. Em thích nhất là những người như vậy á. Những người tự tin thì chắc chắn là sau này sẽ thành công. Không thành công trước cũng thành công sau. Nói chung đùa thôi, hai bạn còn trẻ mà. Chủ yếu là chí hướng. Chí hướng và nếu mà quyết chí làm thì tương lai mình còn dài mà. Bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em thích nhất là bạn trai là tự tin. Thứ hai là chân thành, chia sẻ trong những cái công việc của mình. Cái đó thấy có đủ rồi đó. Ngoại hình? Ngoại hình thì ưa nhìn. Ưa nhìn là sao? Nó phải cụ thể. Trắng đen, cao thấp, mập ốm gì đó, dụ vậy. Chiều cao thì từ 1m65 trở lên. Rồi dư xăng, khỏi cần nói nhiều, dư. Em không thích bạn trai là hút thuốc gia trưởng. Hút thuốc mà kẹp chung với gia trưởng, có hút thuốc không? Em không hút thuốc. Có gia trưởng không? Em con trưởng. Con trưởng mà có gia trưởng thì em con trưởng thôi đấy. Không, thường bạn. Vâng, em nói một chứ không nói hai. Hầu như gia trưởng nhiều lắm. Người ta nói người ta con trưởng thôi. Còn em muốn tìm một mẫu người bạn gái, một người vợ tương lai như thế nào? Em thì không có mẫu người lý tưởng. Người ta giản dị một xíu, lấu cá một xíu. Bởi vì lấu cá mới thông minh đấy. Trai thường tìm bạn gái là hiền lành, thùy mỹ, nết na. Ai đi tìm vợ tìm người lấu cá. Bởi vì em hiền, em rất là hiền.
Cho nên em phải tìm một người nào đó mà lấu cá một xíu. Bởi vì bảo vệ em hả? Lấu cá thì chỉ số IQ nó mới cao. Mà để bảo vệ em hay chi? Không, em thì em rất là mạnh mẽ. Em bề ngoài em rất là hiền lành, nhưng mà bản thân của em ở trong rất là mạnh mẽ. Ngoại hình thích người bạn gái như thế nào? Em thì thích cô ấy là cao khoảng 1m55 trở lên, hơi mập một xíu. Mập sau này ví dụ như có lấy được nhau thì đẻ con nó mới đẹp, nó mới mập mạp. Liên quan gì mập mà đẻ đẹp? Mập thì đẻ nó con nó mới bụ rồi, chứ còn mà ốm quá sau này đẻ con như cái que tăm thì... Hồi xưa người ta nói bà già chồng mà đi coi con dâu đó, mà muốn đẻ nhiều mắng đẻ là phải coi cái mông, phải coi cái mông. Mông cong hả? Với là mắng đẻ, em có coi cái đó không? Không, em đâu có thích mông cong, mông cong mông xấu quá. Chứ em thích mông gì? Em thích mông phẳng đấy. Mông phẳng là mông sao? Mông phẳng với lưng đấy ạ. Là không có mông á hả? Có mông chứ ạ. Sao mông phẳng với lưng là thẳng băng vậy hả? Không phải nhô ra một chút xíu. Nhô lên cỡ bao nhiêu? Em đâu có đo được đâu ạ. Thì bây giờ mình tưởng tượng đi. Chắc khoảng nếu như mà lệch so với lưng thì khoảng vài ba phân thôi. Cái gì? Cái lưng vậy mà lệch vài ba phân là cái mông ra có vậy thôi hả? Chứ không, quá thành hình chữ S. Cái lưng vậy mà cái bông cách lưng mấy phân là có nhiêu đây thôi hả? Đúng rồi đấy. Vậy em đoán thử cô gái ngồi bên cạnh em hôm nay là vóc dáng mặt mũi như thế nào? Theo là bạn ấy cũng khoảng được 50kg, cao khoảng 1m50. Đúng không em? Em cao mét mấy? Cao 1m56, em nặng 45kg à. Hơi ốm. Ốm mà đố em chị nhiêu ký? Chị cắt tường khoảng 49kg. 55kg? Thì bên đây có 44 mấy? Thì đấy, 45. Chị nhìn 55kg mà chị đang còn chưa béo lắm này. Mà cái mông tôi là cách cái lưng của tôi tới là một tấc lận. Thế để em đo lên nè. Đó đi. Em có hình không? Đưa cho chị coi. Nè, kiếm ra coi cái cô nào mà có cái mông cách cái lưng 1cm, 2cm thì đó kiếm đi. Rồi, ảnh đó, có hai anh chọn một, tôi thích ai gả cho. Ai mà anh nào nhìn vô mông manh dễ vỡ nha. Em nhìn chắc là bạn này. Bạn nào? Này. Bạn nào chỉ vô? Đây. Bạn này á hả? Vâng. Lý do sao chọn bạn đó? Thì em cũng hình dung ra như thế. Tôi cũng biết luôn nữa. Cũng biết. Ôi trời, không yếu hồi hỏi bạn đi. Anh nào? Dạ đây ạ. Sao chọn anh đó? Tại vì không biết em nhìn vô là giống như thế là em có cảm nhận. Cảm nhận hai người hay quá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở cửa trái tim để xem cảm nhận hôm nay của hai bạn đúng hay sai nha. Một. Hai. Ba. Sao? Cảm nhận thế là sao? Đây. Thế là đứng đầu tiên. Ủa em đúng hả? Không. Sai, đây này. Đâu? Đây. Cô này hả? Vâng. Đúng không? Đúng rồi. Vậy là trật lắc rồi phải không? Tại vì cái tấm hình đó là em chụp cách đây cũng gần được 2 năm rồi. Rồi em sao? Em cũng trật. Hai người giống y chang như nhau hả? Lành quá hay qua đò mông hay gì? Rồi, cảm ơn bạn. Mình cũng có món quà này tặng anh em đi chứ bạn bè gì đây. Quyển sách này sẽ thay đổi cuộc đời của mình. Từ lúc có quyển sách mình rất là quý quyển sách đó. Hy vọng là bạn trân quý quyển sách đó. Ok, mình rất thích là đọc sách. Đọc cuốn sách thay đổi cuộc đời luôn đó. Ủa hồi nãy em nói em sinh năm nhiêu? 90. Bên đây sinh năm nhiêu? Dạ 88. 88. Ồ, nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1. Bây giờ tự tin không? Con nhà ta lớn hơn 2 tuổi có vấn đề gì không? Không, có gì đâu ạ. Không có gì đâu phải không? Vậy bây giờ tự tin anh em cái coi nè. Hôm nay mở cửa trái tim này ra, anh nhìn thấy em thấy anh thấy như thế nào? Hôm nay thì cũng có duyên gặp với nhau ở đây. Thì không biết là sau này thì mình duyên của mình đến đâu. Năm nay là bạn là 32 tuổi, mình cũng 30 tuổi rồi. Anh em. Dạ. Quên em. Hôm nay thì bạn em 32 tuổi, anh 30 tuổi rồi. Ngồi. Hơi ngượng. Không có gì ngượng hết trơn á. Bình thường. Thì tức là bạn em 32 năm em mới có duyên gặp anh, thì anh 30 năm em mới có duyên gặp anh. Thì hôm nay chúng ta giả biết như nào. Nhưng mà ấn tượng đầu tiên ấy, anh cảm nhận về em thì rất là đơn giản, giản dị. Anh vào trong này lâu chưa? Mấy năm rồi? Anh vào đây lâu lắm là 11 năm rồi. 11 năm. Hiện tại bây giờ đang ở quận mấy? Đang quận 9. Em đang quận mấy? Quận Bình Thạnh. Rồi bây giờ nè, chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon tại nhà hàng Lạc Thái Bảy. Rồi vừa ăn vừa trò chuyện vừa tâm sự chuyện tình yêu. Chuyện tình yêu để mà tiến tới hôn nhân. Ít phút là chị Tường sẽ quay trở lại. Chúng ta chỉ có 5 phút thôi, không có nhiều thời gian đâu, được không? Ok. Tự tin không? Tự tin. Rồi, cho mời đồ ăn vào.
Bây giờ mời hai bạn sẽ thưởng thức món thịt gà cuốn lá dứa chiên. Đùi gà sẽ lọc xương nè, ướp chung với hạt nêm, dầu hào, dầu mè, sữa tươi và đường thốt nốt. Sau đó thì bọc trong lá dứa và hấp khoảng 10 phút. Món ăn này sau khi hấp xong đem ra đi chiên, làm lan tỏa một mùi thơm rất là dịu nhẹ. Hai bạn hãy thưởng thức món ăn này ha. Đây là một ăn cũng rất là đặc biệt và rất là đặc trưng nổi tiếng của Thái Lan. Ăn thử và nhớ vừa ăn vừa trò chuyện nha. Wow. 5 phút sau chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn. Công việc là bên bất động sản hả? Bên sale hả? Công việc chính, cái chuyên ngành chính của anh, chuyên môn chính luôn là anh làm về bên xăng dầu. Anh, đúng rồi, anh control xăng dầu. Nghe nên nợ, nợ là nợ bao nhiêu? Hiện tại bây giờ nợ bao nhiêu? Bây giờ nói nợ chắc là phải mấy trăm triệu. Mấy trăm triệu? Nhưng có khả năng trả không? Anh vẫn có khả năng làm từ từ, sẽ tạo từ từ. Chúng ta làm mà không có lập ra mục tiêu á, nếu như kinh doanh tiếp tục thì lỡ mà thất bại nữa thì sao? Em nhìn anh, em có đủ tự tin không? Đủ tự tin, nhưng mà chúng ta làm một công việc gì chúng ta mới lập mục tiêu rõ ràng. Anh hỏi em, đối với em bây giờ, em ví dụ như bây giờ bản thân anh á đang còn vướng mắc về công việc, nó chưa thuận lợi á, em nhìn anh, em có đủ can đảm để đi cùng với anh không? Nếu như anh tự tin thì em thích nhất là cái điểm là tự tin. Anh rất là thích có khi nào mà có ý định là chuyển nghề không? Anh không, bởi vì anh là đam mê của anh là xăng dầu rồi, gia đình anh cũng là rất là khó khăn. Anh muốn làm một cái gì đó mà nó đột phá để sau này anh còn con, còn cháu, rồi còn anh chị em, người thân của anh. Nghĩ sâu xa quá hả? Đúng rồi, thì bởi vì anh mới nói là anh trưởng thành rồi mà, anh năm nay 30 tuổi rồi cơ mà. Tình yêu gì mà sâu đậm dữ vậy? Anh là một người khi mà yêu một ai đó mà xác định người đó là để mình yêu, mình cảm nhận người ta như là một người thân của mình luôn. Ví dụ sau này anh và em có yêu được nhau hoặc là có thương được nhau thì em cũng thế và anh cũng thế. Anh là rất là tôn trọng cái người mà bên cạnh mình. Anh mong muốn điều gì người bạn đời và người phụ nữ sau này của anh? Anh mong muốn bạn của anh là vun vén gia đình, sống giản dị bình thường thôi. Mà anh thích là người phụ nữ hướng ngoại hướng nội? Anh thích người phụ nữ hướng ngoại. Hướng ngoại thì không bao giờ mà vun vén gia đình với chăm sóc gia đình được, không bao giờ hoàn hảo được hai cái. Anh là một người nội trợ rất là giỏi, anh nấu ăn rất là giỏi. Mẹ của anh có nói với anh một câu á, kiếp này đáng lý là mẹ phải sinh con ra làm con gái thì đúng hơn. Bởi vì anh làm việc vặt rất là tốt, anh rất là chịu khó. Từ trước thì rất là hiền ngoan, anh không có cái gì hết trơn á. Anh không có cái gì, mẹ anh bảo là sao chị đến sớm thế? Sớm thì chị nói có 5 phút thôi chứ bộ cho em tưởng đâu 50 phút hả? Em đang nói dở câu chuyện. Kệ em, giờ chị vô ngồi nghe luôn. Thôi chị nói đi, em nói thế là được rồi. Hết rồi hả? Vâng. Nãy giờ thấy có hợp nhau không? Là người Thanh Hóa thì em là thấy là hợp. Rồi có hẹn hò là chừng nào gặp nhau, bao lâu gặp nhau một lần, rồi đi chơi ở đâu, rồi tính chuyện hôn nhân gì chưa? Ở cái Sài Gòn này thì gặp giờ nào ngày nào chả được ạ. Người ta chịu gặp em không ấy chứ? Thì em đâu có biết đâu. Nãy giờ có hỏi chưa? Em chưa. Rồi nãy giờ không ăn gì chơi vậy? Em ngại ăn. Ngại ăn hả? Vậy lát hồi hai đứa dọn ra ngoài ăn riêng ha. Có tí nữa em gói về em ăn. Lát gói về ăn. Rồi bây giờ thì Tường sẽ cho hai bạn bốc thăm trúng thưởng nha. Mỗi bạn bốc một lá rồi đọc lớn lên đi. Bạn sẽ làm gì nếu bị bạn gái bỏ? Bạn sẽ làm gì nếu bị bạn gái bỏ, trừ việc khóc? Em đã bị đổ vỡ một lần. Đổ vỡ gì ghê thế quá. Đổ vỡ là khi nào người ta? Thì bây giờ thì đợi đi, em nói em đã chia tay một lần. Đã yêu đuối một lần, đã từng khóc rất là nhiều lần. Nếu như có một lần nào đó, yêu lại một lần nào đó nữa, yêu lại một người nào đó nữa, em sẽ không bao giờ khóc nữa. Bởi vì bây giờ người đó không phải là người quan trọng nhất nữa. Nếu người ta đã bỏ mình. Nếu người ta đã bỏ mình là người ta không phải là người quan trọng. Đúng không? Còn nếu người ta vẫn ở bên cạnh mình, có nghĩa là người ta vẫn là người quan trọng mình. Thì mình có khóc không? Dạ có chứ ạ. Người ta, ví dụ người ta đau buồn hay là và gặp vấn đề gì đó, em rất là thương người ta. Bởi vì em thì vẫn có thể khóc. Vâng chứ ạ, em khóc vì lo lắng, khóc vì hạnh phúc, khóc vì giận hờn. Nhưng mà nếu bỏ thì không khóc. Giận hờn thì không có khóc, còn bỏ bây giờ cũng không có khóc. Được không em? Câu trả lời vậy em thấy hợp lý không? Thỏa đáng không? Dạ thì cũng cũng được. Cũng được. Mới cũng không được. Tại vì em chị người ta sợ có cái đó. Cái điều em nói nó rất là gần với cái điều là giống như là đã đau một lần rồi bây giờ sẽ không yêu nữa. Mà chính vì không yêu nữa cho nên sẽ không khóc nữa. Bản thân em yêu nữa là mình vẫn sẽ khóc. Em có một cái điểm yếu là ví dụ như em mà gặp thất bại chuyện gì là em hay khóc một mình. Khóc để cho nó giải tỏa bớt cái stress đi. Ủa sao mình lúc mà mình gặp thất bại lên xong mình đi ra ngoài, mình học hỏi thêm, mình đi ra ngoài, mình gặp bạn bè gì đó. Thì tất nhiên là chứ tất mình đừng có nằm ở nhà. Anh đâu có nằm ở nhà đâu, bởi vì anh có rất là nhiều mối quan hệ. Ví dụ gặp áp lực công việc thì mình không thể nói với người ta nhiều quá, bởi vì người ta không phải là người thân của mình. Bản thân anh ra ngoài đường anh không chia sẻ quá nhiều. Nhưng mà nếu như sau một
có người bạn gái nào đó mà có ý định với anh rồi á, lập gia đình đó, thì anh có chia sẻ hết tất cả những cái gì cho mọi người? Có chứ, thì ngày xưa anh yêu cái người kia, anh coi người đó như là một cái cánh tay của mình mà anh chia sẻ hết. Cái người mà đi bên cạnh anh là yêu thương anh á, mà chăm lo cho anh á, quan tâm anh á, là anh coi như người thân. Đấy em, học lớn lên. Bạn hay tập cho bạn nam đối diện một vài động tác yoga. Trời ơi là trời. Trời ơi, em mặc cái quần trời hay là trời. Nó hơi bị bó quá cho nên em không có. Nhưng mà vẫn sẽ có những động tác tập được. Dạ em qua bên này đứng. Đó. Yoga thiếu gì động tác, chị mặc áo đầm chị vẫn làm được bình thường. Bạn nữ chỉ cho bạn nam. Ra đây đi, đừng có mất thời gian. Thời gian là vàng bạc. Động tác hay đúng không chị? Động tác nào khó mà ổng làm mắc cười nhất đó nha. Qua đây. Làm đi. Khó nha. Phải tập trung nha. Nhìn thẳng, em phải hướng dẫn cho đàng hoàng. Cô giáo hướng dẫn về chưa đúng. Thế này phải à? Có một điểm nhìn. Đúng rồi, mình nhìn thẳng nè. Cái chân của mình để vuông góc nè. Rồi hai cái tay mình ra ngang ra. Đưa một chân rồi, lên hả? Đúng rồi. Nằm người bằng phẳng ra vậy nè, hiểu không? Bằng phẳng đây cái cắm đầu. Cắm đầu đất đấy. Không có cắm thì phải nhìn vào một tập trung, định thần, không có nhiều chuyện, không có vô duyên. Thẳng chân. Thì đây thẳng đây thôi. Lưng thẳng xuống nữa, ngang xuống nữa. Đúng rồi, ngước cái đầu nhìn lên phía trước. Đúng rồi. Cái chân cao lên. Chân thấp quá, cô giáo nâng cái chân bạn trai lên cô thôi, giáo. Thôi, cắm mắt xuống đất đi. Cao chân lên. Ôi trời ơi, trời. Được chưa cô giáo? Trời ơi. Được rồi. Cao lên, rồi. Sao em? Ổn không? Ổn chứ chị, có gì. Tối nay về ngủ ngon lắm á, một ngày làm 10 phút, đổi chân 10 lần. Được không? Được. Bây giờ nè, hai bạn nhìn thẳng vào nhau vậy đi. Lường dành cho hai bạn 30 giây nữa trước khi chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nãy giờ là nói chuyện rồi, tâm sự rồi, giỡn có, chân thành có. Bây giờ là lúc quyết định có bấm nút hay không. Nhìn nhau 30 giây đi hai bạn. Nhìn cái đã mới cảm nhận. Em nhận xét thì bạn trai như thế nào? Bạn, ví dụ mình đang làm nghề đó, có khả năng mà bạn làm đổi nghề không? Mình có ý tưởng đổi nghề không? Không. Bởi vì là mình chỉ có hợp với kinh doanh thôi. Mình muốn kinh doanh. Ví dụ như thế là về kinh doanh của mình sao? Mình cũng bên kinh doanh mà. Thì mình là kinh doanh, nhưng mà mình á, nếu như mà để mình đổi nghề á, thì chắc chắn một quan điểm 100% là mình sẽ không đổi. Bởi vì cái nghề xăng dầu là cái nghề mà cái mối quan hệ của mình nó rất là nhiều. Đằng sau của mình còn rất là nhiều người mà em phải phụ thuộc vào mình nữa. Nên mình sẽ không bao giờ mình đổi cái nghề của mình. Còn nếu như mình song song, nếu như mình mà làm một lúc hai việc chẳng hạn ấy, mình sẽ cân đối. Còn mình sẽ nhất quyết mình sẽ không bỏ cái nghề xăng dầu của mình. Chuyện làm ăn chúng ta nói sau. Đây đang nói về cảm xúc để quyết định bấm nút. Cho em một cơ hội để nói, có muốn nói gì không? Mình sống rất là thực tế. Mình có lên đây mình không phải là tô vẽ cuộc sống màu hồng của mình. Thì bây giờ mình hỏi bạn một câu thôi. Mình bây giờ đang rất là khó khăn. Nếu như bạn đủ tự tin, bạn nhìn mình, bạn đủ can đảm thì bạn đi được cùng với mình hay không? Mình không có sợ, tại vì bản thân mình cũng sinh trong gia đình khó khăn. Bạn có ý chí thì cái đó mình thích. Thì nếu như trái tim mình rung động hoặc là mình có một cái, nói chung có cảm tình á, thì chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội. Mình rất là thích người Thanh Hoa mình, bởi vì hiểu tính nhau, ăn được đồ ăn của mình nấu là được rồi. Bây giờ là thời phút quan trọng, đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò để trở thành một cặp đôi, bạn trai bạn gái, thì chúng ta bấm thật mạnh. Nếu không đồng ý, chúng ta lấy tay ra để dành cơ hội cho những người khác. 1 2 3 Mình sống rất là thực tế. Mình có lên đây mình không phải là tô vẽ cuộc sống màu hồng của mình. Nếu như bạn đủ tự tin, bạn nhìn mình, bạn đủ can đảm thì bạn đi được cùng với mình hay không? Bạn có ý chí thì cái đó mình thích. Nếu như trái tim mình rung động, thì chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội. Hết thời gian. Sao em không bấm? Em không có cảm, không có cảm xúc. Không cảm xúc là về, không cảm xúc về tình yêu trai gái. Dạ đúng rồi. Đó là cái quyền của bạn ấy, đó là cảm xúc của bạn. Thì chương trình cũng rất là tôn trọng, mà chị nghĩ bạn trai này cũng rất là tôn trọng cái quyết định của em. Khi đã bấm nút là phải là cùng một chí hướng. Nó phải có chạm đến cảm xúc của trái tim mới đi được với nhau lâu dài. Mời hai bạn đứng ở đây ạ. Tường cũng rất là tiếc, thì thật ra nếu mà nhìn về bố cục bên ngoài á, thì hai bạn tương đối là khá hợp nhau, cũng là những người trẻ có chí hướng trong công việc, cũng là những người cùng quê, có những cái khởi điểm cũng gần giống nhau. Nhưng mà tuy nhiên cảm xúc thì không ai có thể nói trước được, vì cảm xúc của các bạn là các bạn tự làm chủ và các bạn tự quyết định. Vì Tường cũng xin chúc cho em gái, rồi xin chúc cho Hải đúng không? Dạ em. Là hai bạn sẽ thành công nhiều hơn trong cái định hướng sự nghiệp, trong cái tương lai của mình, và cũng sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương. Quê quán giùm chị ha.
Dạ, em chào chị. Em tên là Nguyễn Trường Giang. Rồi. Mình sinh năm bao rồi, nhiêu 39, em? 39 tuổi chị. Em làm công việc gì? Dạ, em làm bốc giá. Công việc tự do. Đang có người ngoài đang, em đang ngồi ở đâu em ơi? Chị nghe có tiếng phụ nữ nào đang trả lời giùm em á. Chị gái của nó mà. Chị ơi, là chị Cát hay là em của chị Cát ạ? Dạ, chị muốn nói giùm á thì chị không có nói leo như vậy giúp em ạ. Tại vì em đang casting cho em của chị. Còn nếu như dạ, cái không gian rồi. Của em nó chưa có sẵn sàng á, em không tự nói được á thì em không cần casting. Tại vì em đi kiếm vợ hay là chị em đi kiếm. Mà như vậy là thiếu tôn trọng bên ban biên tập của mình đó ha. Em xin lỗi. Thì em có muốn cast nữa hay không? Hay là nếu mà còn hai ba người như vậy thì chị không biết là chị phải nói chuyện với ai nữa. Và như vậy là rất là thiếu lịch sự. Ừ. Tại ở đây đang có rất là đông người em chứ không phải chỉ có chị với em đâu. Dạ, chị chấp nhận chị. Rồi vậy mời em á, em có 5 phút để tự giới thiệu bản thân mình nha. Công việc của em, những điểm mạnh, điểm yếu của em, đường tình duyên của em như thế nào và em mong muốn tìm một người ra sao ha. Mời em nha. Dạ, em tên là Nguyễn Trường Giang, hôm nay 39 tuổi, quê Vĩnh Long. Công việc là tự do. Em muốn tìm một người vợ không cần tự giàu. Do là sao em? Tự do là em làm cái gì, thu nhập em bao nhiêu, nó cố định hay không? Hay tự do là lông bông, không có ổn định thì làm sao mà lấy vợ? Dạ. Dạ, công việc em không định, em nghèo lắm. Trời ơi, vậy thì em lấy vợ thì em lo được cái gì cho vợ đây? Giờ này 39 tuổi mà chị nghe chị em mà còn ở ngoài nói chuyện giùm nữa thì ngay cả nói mà em nói về bản thân không được nữa hay sao mà phải nhờ chị nữa? Thì bây giờ thế em có cái gì để em lấy vợ? Em lên em tìm vợ thì ok, nhiều người lắm để chị ghép cho em lắm. Nhưng mà em lấy vợ về để nuôi em hay là em lo cho vợ? Hay là hai người cùng nhau phấn đấu? Cùng nhau phấn đấu thì em có cái gì để em phấn đấu? Em cứ vợ về là em lo cho vợ. Em lo làm sao? Em nói chị nghe thử. Em lo cơm áo gạo tiền. Thì em làm, em nói em nghèo quá rồi, cơm áo gạo tiền ở đâu em có em lo. Đi làm mới có tiền chị, mà lo cho vợ chứ chị, không lẽ không xin đi lỗi làm. Nha. Quê quán thì em nhà ở khổ Sài Gòn chị, em ở quận 12. Hiện tại là em đang làm đầu bếp buổi tối và ban ngày em đi làm bảo vệ ở trung tâm mỹ phẩm Skin Food buổi sáng. Thì là làm hai chốt công việc luôn. Dạ dạ. Là anh Hoàng sinh năm mấy? Anh Hoàng sinh năm mấy? Em sinh năm 81. Dạ. Năm nay 41 tuổi. Rồi quê quán của mình ở đâu anh? Quê quán của mình ở đâu anh? Quê gốc thì ở ngoài Huế nhưng mà vô Sài Gòn này lâu rồi, vô hồi nhỏ xíu. Nói chung vô mình ở quận mấy á? Mình ở quận mấy á? Ở quận 12 ạ. Dạ. Là dạ. Mình sống với gia đình luôn hay sao anh? Dạ em ở với ba bố mẹ. Em thì nhà có hai anh em thôi. Em là con một luôn. Dạ. Dạ. Rồi từ xưa giờ anh có lập gia đình giờ. Như thế nào cho anh? Nói chung là em chưa lập gia đình, chưa đám cưới lần nào. Em có quen thôi. Có quen khoảng 2-3 mối tình thì cũng do. Rồi kể về 2-3 mối tình đó giúp em ha. 2-3 mối tình đó giúp em ha. Quen bao nhiêu lâu? Mối tình đầu thì em lúc đó là năm 2009 thì em quen người đó làm bên chỗ lễ tân nhà hàng thì cũng quen được, tính thấy thời điểm chia tay là được 10 năm. Là người đó là em cũng có là chuẩn bị là nói chung là đám hỏi thôi, chưa gọi là đám cưới. Rồi mẹ. Dạ. Do công việc, dạ do công việc đi xa đó, đi qua nước ngoài chỉ giống như em đi qua bên giống như bên ai đi anh? Thái Lan, ai đi anh? Em đi qua bên đó làm á, đi làm bắt đầu em mới xa cách. Bắt đầu là tình cảm nói chung là càng ngày nó phai mờ đi rồi thì người ta thì cứ tưởng lầm là mình không còn thương người ta nữa rồi người ta bỏ mình vậy thôi. Đấy thì vậy là do mình đúng không? Thì nói chung là sao mặt cách lòng mà. Thì mình vẫn trong lòng mình, trái tim mình vẫn nghĩ về họ nhưng mà họ lại không hiểu mình, họ cứ nghĩ rằng là mình gọi là mình bỏ họ này kia. Tại vì anh đâu có
Chị như anh đâu có quan tâm, đâu có chăm sóc đâu. Không, thì vẫn điện thoại về. Chỉ qua nó chỉ có điện thoại vậy thôi, chỉ liên lạc và điện qua bằng điện thoại thôi chứ mình quan tâm bằng cách nào. Thì lâu lâu giờ mình gửi quà rồi về thôi. Chứ giờ qua đi mình qua cái mưu sinh cuộc sống mình phải đi biết sao giờ. Rồi anh đi bao lâu? Thì mình đi cũng mấy năm mà rồi mình về, về xong rồi thì nói chung là chia tay người đó luôn, xong rồi là mình cũng cũng lưu luyến, cũng nhớ tại vì mình thương người ta mà. Chứ đâu phải là mình không thương thì xong rồi đầu là 2-3 năm sau bắt đầu cũng có đi làm, anh em bạn bè cũng giới thiệu. Rồi anh kể tiếp mối tình thứ hai, mối tình thứ ba đi. Alo. Nói là ảnh ok đó, thôi nghỉ trước đi, có gì thì giờ nói chuyện, biên tập nói chuyện tiếp em ha. Nhưng mà chào anh ha. Ở đây thì chỉ có ban biên tập của chương trình thôi, nên là mình rồi mình chủ động chia sẻ về bản thân mình nha, họ tên, tuổi rồi công việc, quê quán của mình ha. Rồi ok. Mình là Việt. Alo. Rồi xin chào anh nha. Đầu tiên xin mời anh giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình ạ. Mình là Nguyễn Văn Việt, sinh năm 1987. Nghề nghiệp thì làm nông thôi. Mình làm nông là mình trồng cái gì anh? Mình trồng cà phê, tiêu với lại các cây ăn quả đấy. Trời ơi. Vậy là thôi là ăn là đẹp da lắm nè. Ủa mình trồng ở đâu anh Việt? Mình ở Lâm Đồng. À Lâm Đồng luôn. Rồi mình trồng bao nhiêu hecta? Mình trồng đất đai thì còn nhiều nhưng mà mình trồng mới có ít à, tại vì ý là mình trồng được nhiêu đi, ý là giờ đất đai có nhiêu mà ví dụ 5 hect mình trồng hết hay như nào để mà mình làm. Mình trồng 1 hect tiêu với lại 2 hect cà với lại 1 hect trái cây thôi. Trời ơi, vậy mà nói ít. Trời ơi, vậy là còn 5 hết nữa là chưa có trồng gì hết đúng không? Tại trồng 1 hết này, 2 hết kia, với 1 hết trái cây là hết thời gian. Còn 3 hết đất không chưa trồng. Quá trời luôn. Ủa đất không chưa trồng, cái này là đất của mình hết hay là của ông bà để lại hay là sao anh? Đúng rồi, mình là bây giờ là của ông bà để cho lại mình, tại vì mình giờ trai út á, thì ông bà để lại. Làm hết. Ok. Rồi cho hỏi là anh Việt hồi trước mình có làm cái công việc gì không hay là mình có học cái nghề gì không ạ? Không, mình chỉ làm nông với lại đi ra làm xây dựng sơ sơ chứ không phải là chuyên nghề, còn chuyên nghề của mình là làm nông thôi, với lại chăn nuôi á. À là mình nuôi con gì anh? Con vịt, con bò thì nói chung gà quẻ linh tinh ấy, đó mấy cái thứ mình nuôi với để phục vụ gia đình thôi chứ mình cũng không kinh doanh lớn đâu. Cứ vừa vừa thôi. Quá trời luôn, trồng mấy hết mà nói kinh doanh không lớn vậy. Rồi cái thu hoạch này đó là anh lấy tiền hay là anh đưa cho gia đình hay là sao? Chia cho ai? Có chia cho mối nào? Hồi xưa cũng có mấy đứa em gái nó đi nước ngoài này kia thì mình cũng đầu tư hết. Đó, giờ cũng không phải là gia đình khá giả gì đâu, bình thường thôi. Rồi ok, bây giờ mình nói một chút giùm bên mình là cái điểm mạnh, điểm yếu, rồi cái đường tình duyên của mình giùm bên em nhé. Đường tình duyên. Rồi. Dạ. Yeah. Tình duyên thì trước mình cũng có 2-3 mối tình kìa, nhưng mà họ đi lập gia đình hết rồi, có con hết rồi. Rồi sao nữa anh? Mình chia sẻ thêm giùm em đi. Tầm cỡ 4 năm nay mình không quen ai nữa. Đó. Thì trước đây thì mình cũng có một gọi là một mối tình sâu đậm, nhưng mà gọi là tình yêu thì hai bên, nhưng mà sau cô đó thì ở ngoài quê á, thì cô ấy về, cô ấy cũng hứa hẹn là vào, nhưng mà sau đó mình chờ một thời gian thì bảo nghe cô ấy bảo là em chắc em không vào đâu, em lấy chồng ở nhà cho gần ba mẹ. Thì mình nói thì vậy thì nói chung trong tâm 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 trí thì cũng buồn thôi, nhưng mà cũng phải cũng biết làm sao được, không chúc phúc thôi đó. Rồi ok, bây giờ vậy thì mình muốn tìm một người bạn gái như thế nào anh, thì cái điều kiện mình đang ở Lâm Đồng đúng không,
Thì mình chia sẻ rõ ha, ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán của cô gái luôn ạ. Nói chung tuổi tác thì mình cũng muốn nói ngoài 20, nói chung là ngoài 20 đến độ tuổi 30 đi. Đó là nói chung tính tình hoạt bát, biết cách sống về gia đình, chăm lo ba mẹ già là được rồi. Chứ mình ấy, cái vẻ đẹp bên ngoài thì gọi là ưa nhìn thấy, nói chung còn chiều cao thì cũng không cần, tương đối lắm, tương đối là được. Rồi bây giờ lấy vợ là sẽ về đó để phụ làm nông với mình đúng không anh? À đúng rồi. Rồi vậy mình hỏi câu này, nếu mà cô gái ly dị nuôi con thì được không? Nuôi con hả? Nhưng mà ý là Người cũng ta có lỡ thể gỡ một lần đò rồi đó. giờ thì cũng xem, nói chung thực ra mình cũng chia sẻ thêm một tí nữa nhá. Dạ rồi mình Alo. nói đi ạ. À. Mình cũng cũng đã quen, từng quen những người gọi là mẹ đơn thân ấy đó, Dạ nhưng mà rồi sao cũng một người, nhưng mà cô ấy cũng đi đi Nhật mấy năm mà cũng không liên lạc gì nữa, thì chắc cô đó qua qua bên nước ngoài cô có cuộc sống nó tốt hơn á, thì cô ấy ở bên đó luôn, định cư bên đó luôn, thì mình cũng không ngại về cái vấn đề mà mẹ đơn thân đâu. Thì giờ tuổi tác mình cũng 87 thì cũng lớn rồi nè. dạ đúng rồi, Thường cho nên đó là bên mà mình cũng hỏi đó mình để mà xác định, tại vì kiếm mấy cô độc thân thì có khi khó, cho nên mình cũng hỏi hết những cái tiêu chí của mình ha. Vậy là anh ok đúng không, miễn chịu mình theo cũng mình nói về đó làm vâng. ăn rồi phát triển công việc vân vân ha. Đúng rồi, Rồi cũng nếu chịu khó, chịu thương chịu khó là được rồi. dạ nếu mà đi ghi hình ở Sài Gòn thì mình ở trên đó mình xuống mình sắp xếp rồi nó dễ không anh? Thời gian này mình cũng hơi bận bận đấy, thì không biết thế thế nào đây. Dạ, tại vì bên mình sẽ có lịch quay hàng tháng thì thôi nếu vậy thì bên chương trình báo thì nếu mình sắp xếp được thì mình cố gắng mình xuống để mình tham gia nha. Chứ mình đăng ký mình kiếm người yêu rồi bây giờ có người phù hợp mình bỏ cơ hội thì nó cũng tiếc cho mình lắm ha. Đúng rồi, đúng rồi. Làm thì làm cả đời rồi, chứ không có phải là tiếc nuối cái gì đâu mà làm hoài, giờ đi kiếm vợ là trước tiên, được không? Đúng Mà rồi. phải quyết tâm lên chứ còn là ham tham việc quá là tụi em cũng cũng là kêu tới kêu lui tụi em cũng phiền. Nha. Rồi rồi, ok. Rồi ok, vậy phần cát của mình xong rồi đó anh Việt. Rồi cảm ơn anh Rồi. nha. Cảm ơn Dạ. chương trình. Rồi rồi. Thân mình họ tên tuổi rồi công việc quê quán rồi ở hiện tại Dạ, em tên là Phạm Đăng Vinh ạ. À. Em ha. 98, em ở Đồng Tháp. Ừ. Công việc thì em cũng phụ giúp gia đình và làm hiên và giặt như lái xe nghề tự do. Ừ. Mà em đang sống ở Đồng Tháp luôn hả? Dạ, em đang sống sinh sống ở Đồng Tháp luôn chị. Mà chạy xe phụ gia đình. Dạ, như làm phụ giúp gia đình và kinh doanh tự do, là tự do. Mà kinh doanh mảng gì em? Dạ em làm, nói chung thì ai kêu gì thì em làm nấy, nói chung em làm nghề nghiệp tự do chị. Dạ Ok rồi, để mày này biểu của em là gì ha? thì em nghĩ chung em mà học vấn không được cao thì điểm chắc em cũng có chỉ là chịu khó, chịu khó làm lụng này kia thôi, thì công việc thì cực khổ cái nào cũng làm được, còn điểm yếu có thể là hơi nhút nhát với đám đông hoặc là không tự tin giao tiếp ạ. Về tình trường của em thì sao? Dạ Kể như thế này thì đã có bao nhiêu mối tình rồi? dạ chỉ có một hai mối thôi chị ạ. Xin chào ạ. Kể chia sẻ đi em ơi, mối tình của em là như thế nào? Dạ nói chung thì cũng không có gì, chỉ do thể là mối tình đầu cũng do khoảng cách địa lý, thứ hai là do không hợp rồi, chứ không có gì. Trước giờ em muốn tìm mẫu người như thế nào? Nói chung thì mỗi người cũng em cũng không yêu cầu gì cao, thì cũng là phụ nữ kính trọng lễ phép, tôn trọng người lớn và đối phương, hoặc là kính trên nhường dưới, kiểu như là nói chung là có lễ phép chút ít gì thôi chị, chứ còn yêu cầu đẹp xấu thì em không có hả. Dạ Tuổi tác này kia thì sao? tuổi tác bằng hoặc hơn một hai tuổi cũng được chị, nói chung là trưởng
chắn là được. Ừ. Tìm người để kết nối lâu dài chứ không phải là Ừ. yêu đương rồi để tìm hiểu. Rồi, bạn gái lớn tuổi hơn em thì được không? Người đang ở Sài Gòn thì em lên Sài Gòn được không? Dạ vẫn được chị ạ. Tại vì em thì ở chung ở đâu cũng được, phù hợp kinh tế để chuyển hay là công việc hay chỗ nào phát triển thuận lợi thì mình làm, chứ còn không áp đặt ở quê hay là ở thành. Có nghĩa là lên Sài Gòn được đúng không? Dạ đúng ạ. Bạn gái lớn tuổi hơn cũng được đúng không? Dạ đúng ạ. Hơn mấy tuổi thì được nè? Nói chung tầm, nói chung chuyện tuổi tác thì em không biết nói sao cho đúng, thì em kiểu như là em chỉ cần chín chắn chững chạc hoặc là đúng đắn là được à, chứ còn tuổi tác thì có thể là hơn 53 tuổi thì nói chuyện đó là bình thường. Quan trọng là cái tính cách à. Có phải làm dâu không? Gia đình em là chạy chạy xe cho gia đình, là gia đình em là có xe gì? Dạ nói chung em thì cũng chạy theo gia đình có, nhưng mà làm thuê em cũng chạy à, kiểu nào cũng chạy cũng, em chuyên 7 chỗ tải hoặc là cơ giới à, em nghiêng về cơ giới hơn. Mà cơ Nhưng mà giới ý là xe đến là xe của nhà em hay là xe em đi chạy thuê cho người ta? chạy có nhà có hơi có chị, kiểu Là nào nhà em có xe riêng. dạ vẫn có, nhưng mà của anh em là dạng như là không không có riêng em, của gia đình chung à, cũng chung à. Ok rồi, cảm ơn em ha. Hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn sơ lược thôi, có người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ với em để báo về cái lịch ghi Dạ em cảm ơn anh chị. hình ha. Cảm ơn em, chị chào em. Dạ em chào chị ạ. Bạn ha, mình là Uyên, biên tập của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, thì bữa nay là buổi phỏng vấn đầu tiên của chương trình, thì mời bạn giới thiệu về bản thân mình ha. Dạ, em tên là Võ Minh Đức, là em sinh năm 98 và hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì em làm việc trong ngành công nghệ thông tin ạ. Em làm cái gì, IT hả? Dạ IT ạ. Dạ đối với chương trình thì em cũng hy vọng có một cái cơ hội được gặp gỡ, được share duyên với một bạn trên chương trình, cũng xem như là cái duyên phận ạ. Ủa, IT thì 98 nữa còn trẻ quá trời luôn, sao mà em không tìm ở bên ngoài mà em đến với chương trình? Dạ thì hiện tại thì thời gian em đa phần là ở trong trong phòng làm nhiều quá chị, làm việc trên máy tính á, nên là cũng không có thời gian gặp gỡ bên ngoài, cũng như là em cũng hơi hướng nội. Vậy bây giờ thì điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Về điểm mạnh thì em khéo tay, em có thể nấu ăn pha nước được, em nấu cũng khá là nhiều món ạ. Cũng như là về pha chế thì em có thể pha được các loại trà sữa, trà trái cây. Về điểm yếu thì là em khá khá đần, thứ hai là thì là khá bắt chuyện ạ. Rồi về tình trường của mình như thế nào? Ngày xưa giờ em nói em ở trong phòng ít tiếp xúc này kia thì tình trường nhiều không? Dạ không ạ, chiều thì là em có 2 mối tình, 1 mối tình từ lúc sinh viên và 1 mối tình từ sau khi ra trường ạ. Em quen bao lâu, lý do vì sao em chia tay 2 mối tình đó? Dạ thì mối tình ban đầu là lúc sinh viên thì là quen được 1 năm ạ. Chia tay thì cũng như thời sinh viên rồi, ai cũng như ai là cũng không hợp nhau. Còn khi ra trường mình cũng quen một bạn cũng được 2 năm, nhưng mà cũng mới ra trường nên là cũng chưa được đi đến đâu ạ. Nhưng mà cái mà tụi em mâu thuẫn để dẫn đến chia chia tay là cái gì? Có nghĩa là em nghĩ là chắc là về mặt tính cách thì sẽ không hợp nhau. Không hợp ở đây là có thể là về mặt đi làm thì chắc mình có những cái suy nghĩ về 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 công việc thì mình sẽ không giống bạn đó. Thì em đến với chương trình em cũng hy vọng tìm được một bạn có Rồi về thể mẫu người em mong muốn thì sao? À, bạn có ngoại hình như thế nào, độ tuổi như thế nào và họ tính cách như thế nào để phù hợp với em? Dạ về ngoại hình thì em thích mặt mặt kiểu mặt baby, mặt tròn chị, nên là các nó kiểu baby mặt tròn kiểu phúc hậu cute xíu. Thì em nghĩ là thứ nhất là phải có khả năng nấu nấu ăn nấu nướng đó chị, cái nấu nướng này cũng có thể là cùng bạn đó nấu nướng
vào cuối tuần chẳng hạn. Về độ tuổi thì em sinh năm 98, em cũng coi cung coi mệnh rồi. Em nghĩ là độ tuổi là từ 99, 2000 với 2000, 2K1, 2K2 là hợp. Ngàn tuổi em được không? Dạ được ạ, nó không có bị xung tuổi. Dạ. Rồi 98 trở xuống ha. Dạ. Lớn hơn 1-2 tuổi thì được không? Dạ được ạ. Được không? Dạ đó giờ có quen ai lớn hơn chưa? Đó giờ thì chưa có quen ai lớn hơn ạ. Rồi, về em là cao mét mấy đó? Em cỡ mét 73, 74. Thì bạn gái cỡ mét 6 rồi ha. Dạ, cỡ mét 6 rồi, dưới mét 6 cũng hơi nhỏ. Công việc thì như thế nào, quê quán của bạn ra làm sao? Ví dụ bạn có đạo được không? Dạ. Ví dụ bạn có đạo được không? Về đạo thì cũng được, nếu mà đạo Phật thì sẽ tốt hơn là những đạo khác ạ. Còn quê quán thì em ở Quy Nhơn, ở miền Trung, cầm miền Nam, nên là em nghĩ là ở miền Trung với miền Nam. Nhưng mà em đang ở làm việc ở đâu? Dạ ở Sài Gòn. Quê em là ở Quy Nhơn. Giờ em đang ở Sài Gòn thì ba mẹ em cũng ở ngoài Quy Nhơn hả? Ba mẹ thì ở ngoài Quy Nhơn ạ. Vậy là em ở Sài Gòn với ai? Dạ em ở Sài Gòn với họ hàng. Vậy là bạn gái từ Quy Nhơn đổ vào miền Nam là được ha? Dạ, đổ vào rồi. Sài Gòn là được ha? Dạ. Rồi thì mà em có ngoài cái IT của em thì em có tài lẻ gì không, hát hò này kia được không? Thì em có tài lẻ, em nấu ăn khéo này, em biết pha chế này. Biết pha chế đúng không? Bữa đó đem theo cái đồ lắc lắc của bartender vô biểu diễn cho bạn gái nha. Dạ cũng được ạ. Ok. Rồi, thì ở đây chỉ là buổi phỏng vấn đầu tiên của chương trình thôi. Rồi thì sẽ có vòng sau là em sẽ ngồi lại nói chuyện với biên tập nhiều hơn nữa để tìm hiểu thêm nhiều hơn nữa ha. Thì giờ lúc đó chị cũng sẽ dặn dò em nhiều thứ hơn nữa. Rồi ha. Ha Đức ha. Đây chỉ buổi đầu tiên thôi. Rồi cảm ơn em. Dạ em chào chị, em cảm ơn mọi người ạ. Dạ chào mọi người. Chào em. Dạ buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi ạ. Anh có thể thoát cuộc gọi được rồi. Dạ cảm ơn anh nhiều. Rồi thoát.